Hôm nay, nguồn bá cháy sẽ khiến các bác, mấy em trai trẻ không cưỡng được với menu hào 18 vị. Wow! Nghe đến món hào chắc chắn đấng mày râu, rạo, cái mà rực rồi đúng không? Đầu bếp trẻ này có thâm niên 2 năm tách hào, bao gồm các loại hào đủ kích cỡ, từ hào khủng, hào trọng trọng, hào bé đến hào sữa. Anh ấy tách, tách, tách hàng trăm ký hào tươi mỗi ngày. Để làm hào ngon, đòi hỏi phải sơ chế thật kỹ, rửa sạch sẽ với mấy lần nước mới trôi hết bùn và vôi từ lớp vỏ sừng. 5 con hào, 10 con, 16, 17, 18, xong rồi. Bây giờ bắt đầu làm món hào nướng 18 vị. Ngoài những món hào nướng quen thuộc, hào nướng phô mai bơ tỏi, tiêu xanh, mù tạt, muối ớt, ngũ vị, thì chúng ta sẽ được nếm thử những vị mới lạ lần đầu tiên có tại quán hào chóp chép. Hào nướng sốt các loại quả chanh dây, dầu tây hay hào nướng XO. Trước đây thì người ta chỉ ăn hào mù tạt nè, hào phô mai, hào mỡ hành. Thì tôi là một cái người rất là mê hào, do đó là tôi nghĩ là tại sao mình không có kết hợp với những cái vị khác vô để cho nó đỡ ngán. Cho đó thì tôi đã nghĩ ra, và tôi quán của tôi là quán đầu tiên của Sài Gòn có 18 vị hào. Những vị mới lạ này do anh chủ quán tự nghĩ ra nhằm để thực khách có nhiều sự lựa chọn và đổi vị không thể bị ngán. Quả thật xuất sắc đúng không nào? Khoan khoan, chưa đâu, còn nữa. Menu còn có món mà chị em ưa thích đây. Bánh xèo hào và bánh khọt hào. Tèn 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 tèn. Phần thịt hào được anh bếp sơ chế qua kỹ càng. Bây giờ tới phiên chị bếp sẽ đổ bánh. Coi kìa, tay khéo dễ sợ, thơm nức lỗ mũi. Để chờ vỏ bánh giòn vành, đậy nắp lại, chờ một lát. Tay không nghỉ ư? Đổ liên tiếp bánh khọt à? Oh yeah! Chúng ta cảm thấy kích thích với món hào chiên bánh rồi. Vỏ bánh giòn rụm, ăn kèm với rau sạch tươi sống. Chấm 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 với nước mắm chua chua, ngọt ngọt. Diễn tả xong tự thấy thèm luôn. Còn quý vị thì sao? Giờ nghe mùi nồng nàn hơn rồi. Bánh ra lò nha quý vị. Bánh vàng ươm, nhìn thôi đã biết giòn ở mức độ nào rồi. Triệu like nha. Và món kế tiếp, hào né sốt bò bằm. Món này cũng ăn chung với bánh mì như bò né, ngon nhất răng luôn. Hào trên chảo sôi từ bếp đến khi đem ra bài cho khách. Bởi thế hỏi tại sao ăn xong không ưng cái bụng cho được. Cho triệu like tiếp theo. Ai mà check in thì sẽ có người khác là vô comment là chà sung dữ nha, tối nay khỏi ngủ nha, chà vòng vòng. Đó là thường xuyên. Thiệt quá đã, trong dịp Noel hay cuối năm, trời se se lạnh thì ăn những món hào nướng, lẩu hào, hào né. Còn mùa nóng chảy mỡ của thành phố thì ăn bánh xèo hào, bánh khọt hào, bởi có rau tươi sống, kèm nước chấm chua ngọt thì quả thật mát rười rượi nha quý vị.